Tại đồng bằng sông Cửu Long, An Giang là một trong số ít địa phương mạnh dạn thực hiện việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Giải pháp này không chỉ phù hợp trong tình hình mới mà còn giúp giảm áp lực cho các cơ sở y tế điều trị tuyến trên. Chị Trinh là ca F0 đầu tiên ở thành phố Long Xuyên được cách ly tại nhà. Sau hơn 2 tuần điều trị theo dõi và test lần cuối âm tính, chị chính thức được công nhận khỏi bệnh. Gia đình có thể là cung cấp cho mình những cái nhu yếu phẩm mà mình cần thiết. Cái thứ hai là về cái tinh thần mình sẽ thoải mái hơn. Nhắn tin họ hoặc là gọi điện thoại thế hình để mà hỏi về các triệu chứng bệnh. Ngoài ra mình sẽ gửi thêm các thông tin về dinh dưỡng, về luyện tập thể dục. Cũng nhờ lực lượng y tế địa phương mà tình trạng phong tỏa cách ly diện rộng đã không còn. Thay vào đó, những ca F0 không triệu chứng sẽ được tư vấn hỗ trợ điều trị ngay tại gia đình, kết hợp sử dụng các loại thuốc kháng virus. 90% cho thấy là coi như là đến ngày thứ 5, được gọi là ngày thứ 5 cộng 1, thì chúng ta xét nghiệm lại thì đa số kết quả là âm tính. Trạm y tế lưu động, trong từng cái xe thì bố trí vật tư, thuốc, đặc biệt là oxy. Để là khi mà bà con có cái triệu chứng cách ly ở nhà mà trở nặng hoặc là có yêu cầu thì sẽ đến ngay để chăm sóc cho bà con. Sau thời gian thí điểm, An Giang đã thực hiện cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà trên tất cả các huyện thị thành phố với gần 5.000 ca theo hướng kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan. Với giải pháp này, địa phương có thể dành nguồn lực cho các công tác khác như tiêm vaccine, truy vết, tăng cường cho y tế cơ sở. Với những tổ chăm sóc COVID cộng đồng thì việc hỗ trợ điều trị tại nhà đối với những ca nhiễm F0 thì đang phát huy hiệu quả. Và đây cũng là cách để An Giang thích ứng an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian tới.